Lily đang ở trong một cái khu vườn hoa, hoa mận. Và đây có nhiều, giống như là một cái chỗ để cho thuê đồ chụp hình, rất là dễ thương. Cái phone của Kelly thì nó không có chuyên nghiệp cho nên nó không có được đẹp thôi. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều khung cảnh để cho các chị chụp hình nè. Đặc biệt là các nhiếp ảnh gia đến đây là sẽ rất là mê. Và tại vì phong cảnh vô cùng là đẹp, có thuê trang phục nữa. Thì các bạn thấy rằng mỗi lần mà Kelly đi những nơi này á, thì Kelly đều học hỏi và bắt chước. Cho nên qua bên Canada mà các cái hội chợ hay là những cái chương trình của Better Future Kids và Áo Dài Canada, mà các bạn thấy tụi này thuê đồ dân tộc và chụp hình, và cũng từ những cái idea mà học hỏi khi mà đi về mission trip Việt Nam. Ở Việt Nam có nhiều cái hay mà Kelly đi mà học hỏi rất là nhiều. Cho nên vì thế khu vườn này là khu vườn hoa người ta trồng những cái hoa mận. Ở ngoài kia nguyên một cái cánh đồng trắng rất là đẹp các bạn. Cái phone của Kelly thì nó dởm cho nên nhìn nó không ra thôi. Chứ chụp đẹp lắm, nhìn bằng thật ánh mắt còn đã đẹp rồi. Huống chi những cái máy mà professional còn sẽ đẹp hơn. Đây là vàng trong trống, nhìn rất là quen các bạn. Khi mà các bạn đi tham dự lễ hội văn hóa và ẩm thực Taste of Vietnam Toronto thì các bạn thấy những cái này rất là quen thuộc, là vì Kelly đi thấy hay cho nên về bắt chước đó. Thì ở đây là thành phố Sơn La, hôm nay thì được đi tham quan và chiều và ngày mai sẽ đi thăm những bản làng. Thì đây là đang ở thành phố cho nên các bạn thấy rằng nó rất là đẹp đó. Thì ở đây có dân tộc Thái, cô này đang ở đây nè, là cô đang mặc đồ dân tộc Thái. Còn Kelly á, thì đây các bạn thấy ở Sơn La có rất nhiều sắc tộc các bạn. Và Kelly đi, Kelly gắng tìm để gặp được 54 dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên mỗi lần mà khi đi đến nơi nào mà gặp những người dân tộc thì Kelly rất mong có thể tìm những trang phục tập hóa, văn hóa, tradition của họ. Đây là những cô gái Hờ Mông đó. Thì mọi người đi tới đây để chụp hình rất là dễ thương đó. Riêng Kelly hôm nay thì Kelly đang mặc trang phục của người Hờ Mông. Các bạn sẽ thấy rằng là Kelly rất quan tâm đến những người Hờ Mông, vì những cái bản làng như Sapa, Lào Cai và bây giờ đã ở trên Sơn La, người dân tộc họ rất là nghèo. Nhưng mà ngược lại họ nghèo về vật chất, về cuộc sống, nhưng mà về văn hóa, về tradition của họ, họ rất là phong phú. Các bạn thấy rằng những trang phục của họ màu sắc rất là rực rỡ, rất là đẹp đó. Đây là trang phục mà tôi đang mặc hôm nay. Thì đó là lý do vì sao các bạn thấy Kelly rất là đam mê về văn hóa Việt. Vì 54 dân tộc các bạn, quá nhiều lịch sử, quá nhiều văn hóa, bao nhiêu cái nét đẹp mà mình đi hoài không hết. Kelly đi từ năm 2009 cho tới giờ là cũng gần hơn cả chục năm rồi mà vẫn chưa đi đủ, chưa gặp đủ những người dân tộc của chúng ta. Cho nên các bạn nào mà có hứng thú đi về Việt Nam, Việt Nam không phải là một nơi ở thành phố ăn chơi thôi, nhưng mà bao nhiêu cái kho tàng về lịch sử, về văn hóa Việt mà các bạn nên đi tham quan. Cho nên mong rằng những video chia sẻ này có thể giúp cho các bạn hiểu thêm là Việt Nam chúng ta có nhiều cái đẹp lắm các bạn. Tuy nhiên những nơi này thì đi cũng rất là xa. Sơn La, Sapa, từ Hà Nội đi Sapa thì khoảng 7-8 tiếng. Còn từ Hà Nội đi đến Sơn La thì cũng gần 8-9 tiếng, tùy theo con đường đèo. Tại vì ở đây thì đường xá không được tốt cho lắm cho nên đi cũng khá là vất vả. Nhưng mà khi đến rồi thì thấy rất là đáng các bạn. Cho nên mong các bạn có dịp hãy về, đặc biệt các phụ huynh mà có con cháu của chúng ta sinh lớn ở Canada mà là người Việt, hãy mang các con về Việt Nam mà đi những nơi vùng sâu vùng xa này để các em trải nghiệm, các em học hỏi, các em nhìn thấy được những cái thiên nhiên, những cái dân tộc của chúng ta sống như thế nào. Và Kelly tin rằng khi mà các em đi, các em sẽ cảm nhận được cái tình người. Đồng bào của chúng ta rất là dễ thương các bạn, mọi người đều đùm bọc lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau,
chia sẻ với nhau và giúp đỡ nhau rất là nhiều. Cho nên thật sự Kelly rất là tự hào về mình là người máu Việt, là một cái dân tộc rất là dễ thương. Nói hay nhất thế giới thì hơi bị bias tại vì mình là người Việt, nhưng mà Kelly rất là tự hào về dân tộc của mình, về cộng đồng của mình. Bên Toronto cũng vậy, Kelly sống trong một cái cộng đồng mọi người đều giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, và nó làm cho cái cộng đồng mình là một trong những cộng đồng đa sắc tộc ở thành phố Toronto, là một cộng đồng so với những sắc tộc khác thì chúng ta là cộng đồng nhỏ, nhưng mà vì cái tình yêu thương đoàn kết của chúng ta thì chúng ta dần dần sẽ trở thành một cái cộng đồng rất là mạnh ở nơi hải ngoại. Và đó là cái điều Kelly mong muốn. Và Kelly mong muốn rằng là chia sẻ những cái đẹp của cộng đồng và văn hóa và đất nước của mình đến cho các em trẻ, đặc biệt là các em sanh lớn lên ở Canada mà không có dịp tiếp xúc và tìm hiểu về văn hóa Việt. Các em có thể qua những cái sinh hoạt của Áo Dài Canada và Better Future for Kids chia sẻ một chút nhỏ bé của những gì mà tụi này đi, tụi này thấy, tụi này mang về, có thể giúp cho các em khi mà các em làm thiện nguyện, các em tham gia chương trình, các em có thể có một chút xíu giới thiệu về văn hóa, và dần dần các em sẽ tìm thấy được cái ngọn lửa yêu thương dân tộc mình trong tâm hồn của các em, và các em sẽ đi tìm tòi hơn, các em sẽ dùng tài năng của các em để giúp lại cho cộng đồng và dân tộc của mình, để mỗi ngày cộng đồng của chúng ta và dân tộc của chúng ta lớn mạnh. Đó là điều Kelly rất là mong muốn. Và nếu có thể được hơn nữa thì các em sinh lớn lên Canada có thể tìm về cội nguồn, tìm về đất nước Việt Nam, nơi có rất là nhiều trẻ em và người dân chúng ta rất khốn khổ và cần sự giúp đỡ. Cho nên là thế hệ sau, Kelly đã tìm được cái ngọn lửa đó rồi, thì Kelly mong rằng các em, bạn trẻ, thế hệ sau của Kelly cũng tìm được cái ngọn lửa đó, và chúng ta sẽ cùng chung tay giúp cho cộng đồng, đất nước, dân tộc của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Đó là điều Kelly rất là mong muốn. Kelly không mong còn những trẻ em nghèo. Kelly không muốn những trẻ em nghèo trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục. Cho nên thật sự nhiều cái tâm tư lắm các bạn. Tại vì cái này nó nối kết cái kia, ở cái kia nó nối kết cái nọ. Nhưng mà đó là một cái ước mơ nhỏ bé thôi. Và từ một người mà lớn lên ở Canada từ lúc bé, Kelly mất cũng gần 20 năm mới tìm lại cái ngọn lửa này. Cho nên thà có hơn không các bạn, nhưng mà Kelly tin rằng chỉ cần mọi người chúng ta đến với nhau, xây dựng cộng đồng của chúng ta chung tay trong tình yêu thương và hiểu nhất, thì chúng ta có thể làm cho cái văn hóa, cái tinh thần, cái dân tộc của chúng ta sẽ rất là nhiều người ngưỡng mộ trên thế giới. Và đó là cái ước nguyện nhỏ bé của Kelly. Mong rằng thật sự là cả chục năm nay, cùng với sự đồng hành của tất cả gia đình, bạn bè, những người trong cộng đồng, quý tâm nhân, các thiện nguyện viên trong cộng đồng của Kelly, Kelly đã thấy được cái ước mơ này của mọi người cùng chung tay đến với nhau đã thực hiện được, và đã thực hiện được một phần nhỏ bé trong những chương trình như là Taste of Việt Nam nè, mang ẩm thực và văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng bản xứ ở Canada, rồi qua hội chợ Taste of Southeast Asia, lễ hội văn hóa và ẩm thực của Đông Nam Á, cũng mang được cái nét Á Đông đến tới những người mainstream, những người nước ngoài. Cho nên thật sự một chặng đường rất là dài các bạn, hơn cả chục năm. Nhưng mà Kelly tin rằng những anh chị em, thiện nguyện viên, quý ân nhân, tất cả những anh chị, cô chú, các bác trong cộng đồng mà Kelly ở Toronto, mọi người đều có cái ngọn lửa này hết. Mọi người đều có cái đam mê, cái tình thương cho dân tộc. Chỉ là chúng ta chưa có dịp, chưa tới thời cơ, chưa tới thời điểm mà chúng ta thiệt là làm cho nó phát triển. Nhưng mà Kelly thấy được là những cái này nó dần dần em mong thật hay mong giả đấy? Dạ mong giả. Dạ chứ mong thật thì không có tóc như màu này. Nhưng mà ở đâu, Cà Mau à? Dạ không, em ở Canada. Canada về? Dạ. Mà có hỏi hàng gì trên này không? Có đi thăm những bản làng thôi. Dạ. Thì ở đây các bạn nếu mà muốn tới tham quan thì Kelly sẽ cho cái địa chỉ ở đây, để mà các bạn có về đây thì có thể ghé thăm.
Thì ở đây các bạn thấy rằng mở cho public, ai cũng có thể tới được, nhưng mà có phí thôi. Nhưng mà cái phí nó rất là nhỏ. Đó, ở thì Chiêng Cọ, thành phố Sơn La. Sao anh? Bản Chiêng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Dạ. Cái địa chỉ đó. Dạ. Đây là gia đình của... Không. Anh cũng khách ở đây không? À, cũng là khách. Oh, ok. Nhưng mà đây là bản Chiêng Cọ, xã Chiêng Cọ, thành phố Sơn La. Dạ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đó, các bạn thấy. Rồi, đi... Gái này. Em này ở Canada về đó. À, sorry, cho em đi ra là chị chụp nha. Chị em chụp nhau đi. Dạ, chào chị. Chị đang mặc đồ dân tộc Thái đúng không? Hả? Chị đang mặc đồ dân tộc Thái đúng không? Dân tộc Thái, đúng rồi. Rồi. Để các bạn. Rồi. Dạ. Dạ, ok em chị. Đang hay lắm. Dạ. Đây, để em. Chị ghế góc mặt đi kìa. Chị đứng đâu này để thấy được đâu đó chị. Em cười lên nào. Đi làm một anh ạ. Ok. Rồi, cảm ơn chị. Hả? Cảm ơn em. Dạ. Đây là một trang phục của người dân tộc Thái. Rồi, đúng là chụp với người đẹp mình cũng đẹp thêm hay sao. Và đây là cái vườn trong trống, các bạn sẽ thấy không xa lạ vì Taste Việt Nam cũng bắt chước đã làm. Đó. Đó các bạn, rất là dễ thương. Đây là hoa sim. Đó. Thì ở đây có nhiều hoa, hoa hồng này đẹp quá các bạn. Đây nè, đẹp ghê chưa? Quá đẹp luôn, rất là đẹp. Cho nên ở đây mà các cô ở bên Toronto của các cô người mẫu mà về đây thì sẽ rất là thích, và đặc biệt các nhiếp ảnh gia sẽ rất là thích những cái nơi này đó. Và đó là một vòng một chút chia sẻ với các bạn về nơi này. Đây là anh Dương, người đã chở anh Dương đã chở tụi này đi. Anh là người chuyên nghiệp chở du khách đi tham quan đất nước, đặc biệt là miền Bắc. Cho nên đó là anh Dương. Đây là Khoa, tội nghiệp, mới bị sốt hồi hôm qua, tưởng là bị fever, nhưng mà cứ uống thuốc và cầu xin Chúa cho nên bây giờ đã hết rồi. Và những cái này rất là hay các bạn đó. Người ta làm bằng cái lon bia, lon nước đó. Cái này Kelly vậy cũng sẽ bắt chước làm cho Taste Việt Nam. Rồi đây là một cái cổng nữa, cũng là trong trống. Đó, lại thêm một điều mà Kelly có thể học hỏi và bắt chước cho Taste Việt Nam năm nay. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là những gì mà tụi này làm thật sự là cũng là học hỏi từ những người khác thôi. Mình chịu khó, mình đi, mình chịu khó, mình tìm tòi thì thật sự bao nhiêu cái kho tàng của Việt Nam về văn hóa và về ẩm thực, về cái đẹp, nó vô cùng nhiều các bạn. Và cũng tạ ơn Chúa là Kelly, Chúa cho Kelly có sức khỏe, có điều kiện để mà đi những cái mission trip này. Có hai chuyện. Thứ nhất là đi thăm những nơi vùng sâu vùng xa, nhưng mà những vùng sâu vùng xa đó có những nơi gần chỗ đó để mà mình có thể tham quan và học hỏi cách người ta làm. Cho nên thật sự ở Canada hay là Việt Nam cũng vậy thôi các bạn, người ta cũng phải mưu sinh kiếm sống. Những người mà làm những cái điều này thì cũng là kiếm sống cho hàng ngày. Chỉ khác biệt với Outside Canada và Better Future for Kids là tụi này bắt chước làm là để gây quỹ giúp lại cho những trẻ em nghèo mồ côi, những người dân tộc ở Việt Nam và những nạn nhân của tệ nạn buôn người ở Canada, Toronto. Cho nên vì thế hai mục đích khác nhau, một bên là để làm thiện nguyện, một bên để làm kiếm sống kinh doanh, nhưng mà cũng là đi về một hướng là học hỏi, tìm tòi những cái đẹp, những cái hay để mà làm. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là Kelly sáng kiến nhiều, thật sự Kelly đi Kelly cũng là bắt chước và học hỏi thôi. Và cái đó là cái điều mà Kelly thấy rất là hay. Mình nên học cái tốt lẫn cái xấu. Cái xấu mình học là để mình không vấp phạm những cái lỗi lầm đó, cũng là một cái bài học. Còn những cái tốt thì mình học là đương nhiên rồi, để mình chia sẻ lại cho những người mà chưa biết.
Và đây cũng cộng thêm một cái vườn nữa các bạn, mênh mông. Rồi, đó là xong cái chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ thì đi về và chuẩn bị gặp cha để đi lên thăm những cái bản làng. Và Kelly sẽ livestream tiếp cho các bạn xem nhé. Rồi, xin chúc cả nhà một ngày an lành. Chúng ta luôn nhớ nhau qua lời cầu nguyện. Và xin Chúa ban bình an đến cho tất cả mọi người. Rồi xin chào các bạn, bye bye. À, Kelly khoe cái trang phục của Kelly hôm nay nha. Đây là trang phục của người Hồng Mông. Đó. Rồi. Xin cảm ơn chị. Rồi, xin chào các bạn nha. Bye bye. Nếu mà có thể được, các bạn có về Việt Nam thì hãy đi thăm những nơi